qua uy tín tại shop nghiệmiclen.com và bán rất nhiều thẻ card game. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình là Nghĩa Lên, sếp mình là Minh Phúc. Chúc anh em có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Nói chung hôm nay mình lại đặt ra một cái thử thách cho Minh Phúc anh em. Nói chung là Phúc mới nói với mình là sao dạo này sao mà lên ít làm mấy cái gì mà đỡ Phúc kiếm tiền ta rồi vậy. Đấy đó là mình cũng chuyện đó mình mới nghĩ ra một cái ý tưởng đó là thì cho Phúc thử thách ăn bánh bao anh em. Mình mới chạy lên trên tiệm và mua tầm 20 cây bánh bao và thử thách cho Phúc, nếu mà anh hết mình sẽ cho giải thưởng cực lớn với Phúc luôn. Sao vẫn còn nắm hỏi luôn nha anh em. Đấy, vẫn còn nắm hỏi vừa thổi về anh luôn á. Nói chung là cái giải thưởng hôm nay là nếu mà Minh Phúc anh được hết nhiêu đây là ta cho mày nhiều 1 triệu ấy, được 1 triệu ấy. Hết rồi à? Ờ, hết thì 1 triệu. Chưa giờ chưa lên cô, ráng gì có rồi anh. Ờ thì Phúc nghĩ sao? Nếu mà anh hết một nửa thì được 500, đấy giải thưởng như thế. Còn em, ví dụ em không có một nửa là có nhận tiền. À đúng rồi, nếu mà anh bay cái thì không được nhận tiền, cái cuộc chơi như vậy đó. Rồi bây giờ nói chung là nếu mà mày đã sẵn sàng ở cuộc chơi này thì tao với mày sẽ action và để mà cái phần này nó được khích lệ mình sẽ bỏ tiền vào cho Minh Phúc để mà Minh Phúc có thể mà có tinh thần mà ăn nha anh em. Cho nước cậu sẵn sàng. Đây. Ok nha, đây. Nếu anh hết thì cứ lượm tiền, không sao hết. Đấy mà chỉ đó tiền đó. Rồi bây giờ nếu mày đã sẵn sàng thì action vào cuộc chơi này nha. À. Nói chung là không có nhiều, mình sẽ action vào cuộc chơi này luôn. Phúc bắt đầu. Phúc ơi, nói chung là Phúc sẽ ăn cái đầu tiên. Đấy, để thưởng này nha, nằm đây. Đột cháy ra. Ừ. Rồi bên trong có gì đây? Wow, trứng cút. Cút thịt kiểu cái gì? Chút. Phúc ăn ngon miệng quá. Đấy, Phúc ăn cái quả đầu tiên nha anh em. Chút. Chút. Có ăn từ từ nghe nha bạn. Cái nước này uống liên tục nha, coi nó nghẹn bụng chết luôn á. Ngon lắm. Ngon lắm. Hai bạn ăn là tao biết ngon rồi. Trời, nhìn Phúc ăn rồi mình cũng rất thèm nè. Còn quá à? Không, chẳng cái công thi mà ăn nó kêu mà ăn không đúng rồi nữa. Rồi, và Phúc đã hoàn thành một cái rồi. Bây giờ mình sẽ đặt chút quay và bắt đầu cho mình Phúc ăn ngay những số còn lại nha. Ok anh em, nói chung hai anh em mình mới chuyển địa điểm anh em, tại vì ở ngoài rùi quá nhiều luôn, tại vì mấy con rùi nó bù vô làm mất vệ sinh đó anh em. Hai anh em mình sẽ chuyển vào nhà nha. Rồi bây giờ Phúc cứ bắt đầu vào cuộc thi tiếp tục nha.
Đấy anh em, nói chung là Phúc đã ăn được 10 cái rồi anh em ơi. Đã được một số tiền là 500 ngàn rồi. Sao Phúc, thấy sao? Muốn ăn nữa không? Ấy là anh nó chưa no mà đủ, sao nó dở nghẹn quá. À thì tôi nói là mày ăn chậm chậm mà chết thôi. Tại vì cái bánh bao này thì nó thường bị nghẹn mà nó khô rang lắm rồi, nó nghẹn là đúng rồi. Bây giờ nghẹn hơn mình luôn rồi, bây giờ sẽ nghẹn máy nào. Nó nước sẽ nghẹn chất. Sao? Muốn anh tiếp tục không? Tiếp giờ mà ăn 10 cái mà không? Ê, chủ Phúc anh cơ anh em, bánh bao mình ăn tầm 4 cái là mình thấy nó ép nắp rồi. Phúc mà nó ăn 10 cái rồi, nó còn muốn chơi nữa. Cho Phúc, lúc là Phúc là gì? Mình bái Phúc là thần ăn, chắc Phúc phải có biệt danh mới là thánh ăn bánh bao nữa quá. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
anh em, nói chung là cũng đến cái giây phút mà Phúc lượm 1 triệu rồi anh em ơi, chỉ còn ba cái bàn là rồi. Bây giờ mình sẽ quay trực tiếp để mà Phúc anh nốt để Phúc nhận lấy 1 triệu nha. Anh ba mà giờ nước mắt cứ chảy vậy. Thì nó đạt tới số lượng rồi á, nó mệt rồi á. Nhị cừ. Anh Phúc ơi, còn chỉ còn ba cái cuối cùng là Phúc đã hoàn thành thử thách mà địch ra rồi anh em. Nói chung Phúc anh bánh bao rất là kinh luôn. Người ta kêu số mũi. Anh bánh bao phải chế mũi. Không nhiều đâu luôn. Sao anh nhiều quá anh chế mũi chứ. Nghiệm. Chứ là anh là phải nghiệm thôi chứ bánh bao mà. Anh giỏi thì anh bánh bao thì anh giỏi chết rồi. Nghẹn rồi anh cũng làm thành nào bấm nước chết ở đây luôn quá. Cái tao này mà. Nhìn mày. Mình ăn bao chút nước rồi. Quá hết nước rồi. Được. Lột cái gì rồi giấy không? chọn chút ra lấy cho nước. Mơ mà. Nhìn mày. Chụp. Nghe thiệt đấy. Chơi. Chụp thấu. Trời. Ôi đồ kìa, cố chịu đấu rồi. Chụp. Trời ơi. Đồ thôi là ráng này, ráng ăn còn 2 cái rưỡi nữa Phúc. Trời. Ngán, chơi rồi là ngán đây mà ăn gì nấu nữa. Ý là bạn Phúc ta nấu nữa không? Ý là không nấu nữa là mất tiền nha. Sao? Thích tao người lầm nằm chạy đi á, trời giờ ăn hết rồi. Yếu dữ mày. Cái 2 cái rưỡi mà lụm 1 triệu mà ngày đây. Bây giờ càng ngày nó càng khô queo là cứ ghét khó ăn lắm. Đồ nó cũng nghẹn. Chuột anh bây giờ nghẹn mấy lần. Trời ơi là giờ mà Phúc không thi nữa ấy. Không thi nữa là Phúc lụm đem nha. Thôi anh khóc đau rồi. Nói chung là Phúc anh đó lại 2 cái rưỡi anh em. Nói chung là nói cho anh cỡ đó là mình thấy Phúc là gương gốm lắm rồi. Chứ giờ mặt ảnh nhìn bơ phờ quá. Còn nói chung là mình khích lợi cho bên Phúc là mình sẽ cho Phúc 1 triệu luôn anh em. Nói chung là đây, mày cứ nhận đây. Rồi anh em nói thiệt, mày cứ nhận lấy 1 triệu đi. Đấy. Hết mà, có 1 triệu luôn em. Để sao, nói chung 2 cái này cũng tới đâu. Mà anh ta bê cái rồi, bây giờ đưa anh em trên thì cũng không được. Anh em ai trao giải sao được. Nói chung là mày ăn cái số lượng này rất là nhờ ok. Nói chung là chúc mừng mày. Nói chung là ai, chúc mừng mày. Chúc mừng anh Phúc mày nhận được 1 triệu nha anh em. Anh cái thử thách này là Phúc rất là gơ luôn. Thánh anh bánh bao luôn đó nha anh em. Được. Thôi, nói chung là cũng rất cảm ơn các anh em đã theo dõi cái clip mình thử thách Minh Phúc anh bánh bao nhận tiền thưởng nha. Nói chung là số lượng anh Phúc anh là được 17 cái rưỡi nha anh em. Rất khen cho Minh Phúc luôn. Nếu anh em thấy cái video này hay và thú vị thì đó lại cho kênh của mình 1 like và nhấn vào chữ đăng ký để mà ủng hộ và theo dõi những video tiếp theo của mình nha anh em. Ok, bye bye các anh em, hẹn lại các anh em vào những video sau nha. Bye bye.